hỏi: Hòa thượng vừa nói đến tháp vàng, tháp bạc và chuyện ngồi kiết già, bán già. Xin hỏi các chuyện đó có liên quan gì đến việc ngồi thiền không? Đáp: Quý vị đừng có cố tham cho mau, vì tham ăn ngốn cho nhiều vào, tức sẽ nhai không nhuyễn. Nếu quý vị tập ngồi kiết già không được, thì có thể ngồi bán già vậy. Dục tốc tất bất đạt, nghĩa là muốn mau thì không thể thành đạt được. Học hành cũng thế, phải học từ từ, mỗi ngày một tiếng lên, chứ không phải vừa mới đi học là tốt nghiệp đại học liền đâu. Nhưng con muốn học hỏi nhiều thêm một chút. Muốn học thêm thì phải làm cho đầu óc trống không. Nếu đầu óc chưa trống rỗng, trong đầu vẫn còn nhiều vọng tưởng thế kia, thì dù có pháp gì đi nữa cũng nhét không vô đâu. Vậy là ngài không muốn nhét vô đầu của con rồi. Vì chú sẽ không bao giờ biết đủ. Dĩ như muốn cất nhà, trước hết chú phải xây nền móng cho vững chắc. Nếu nền không vững, nhà dựng lên sẽ không được chắc chắn. Dù có cất xong đi nữa cũng bỏ nó qua một bên, thành ra vô dụng thôi. Khi chúng con đã làm được bước thứ nhất đó rồi, vậy còn bước thứ hai là gì? Về việc này thì nên thông thả từ từ. Bây giờ tôi nói không nhất định là quý vị sẽ hiểu. Để đến khi nào tôi nói mà quý vị hiểu, thế thì lúc đó tôi không nói quý vị cũng hiểu được luôn.